chẳng có gì giống như hội họa. Nó có thể đắt đỏ, đầy cảm xúc và đôi khi kỳ quặc nữa. Nhưng dù bạn có ý tưởng gì thì chúng ta cũng cần một vệt màu trong cuộc sống. Vậy hãy khám phá các đồ dùng hội họa lấy cọ và bút ngay nào. Đã đến lúc thực hiện một thử thách màu sắc vui nhộn. Là một ống giấy vệ sinh nữa. Vậy là có thêm một ống cho tháp rồi. Tuyệt, lâu đài sắp được hoàn thiện. Thật lộng lẫy mà. Ông ơi, ông ở trong đấy ạ? Con không tìm thấy mắt kính. Không có kính con không nhìn thấy gì. Cứ như mù dở ấy. Đừng có vung vẩy tay như thế cơ chứ. Không, lâu đài thân yêu của ông tan nát rồi. Thành tựu của tôi đã trở thành đống ống giấy các tông rồi. Này đây, kính của con đây. Cầm rồi đi đi cho ông nhờ. Sao ông buồn thế? Có chuyện gì ạ? Giấc mơ của ông đã chấm hết rồi. Nhìn ông buồn quá. Mà khoan, nếu con có thể sửa chữa thì sao? Có ống giấy vệ sinh đây rồi. Giờ gấp vào cho nó phẳng ra. Sau đó cắt ra theo vòng tròn. Hoàn hảo, đúng như mình dự tính luôn. Sang bước tiếp theo này. Súng bắn keo, nhỏ một giọt nhỏ xíu ở đầu thôi. Tốt, lấy một vòng khác nghe. Vòng nào cũng được. Dán đầu này vào đầu có keo này. Tốt, đúng như mình tưởng tượng luôn. Cứ tiếp tục như thế và dán thêm các vòng nhé. Được rồi đây, mình đã làm cả một vòng tròn luôn. Giờ lại thêm nữa vào giữa các vòng cũ. Thế này nhé. Bây giờ hãy sơn màu hồng vào đây này. Ông ơi, con làm tặng ông này. Con biết ông yêu nghệ thuật lắm mà. Hả? Con làm cái đó từ ống giấy vệ sinh á? Vâng ạ. Ông nhìn này. Con treo ở ngay chỗ này trên tường để trang trí. Thế này thôi, ông thấy sao ạ? Đẹp hút hồn con ơi, ông thích lắm. Chuẩn bị sẵn bút chì đi nào. Để coi. Màu tím nha. Nghĩa là vẽ khỉ đó. Wow, hai cậu sẵn sàng chưa? Này, cậu ấy muốn tụi mình vẽ khỉ kìa. Diễn đỉnh đó. Đừng giả khỉ. Vẽ khỉ đi bạn tôi. Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Này, muốn giúp tớ chút không? Ừ thì ok. Để xem nào. Các cậu không cần phải mồm mè khi vẽ khỉ đâu. Bé khỉ này dễ thương nhỉ. Tớ có thể tưởng tượng ra cậu ấy kêu luôn ý. Wow, cậu đỉnh vậy. Tớ vẽ của tớ đây. Cho tớ một phút nữa đi. Thời gian là vàng bạc mà Madison. Tớ tự vẽ cái này đó. Ấn tượng nhỉ. Con của tớ là trông giống nhau vậy. Cứ như được vẽ bởi cùng một họa sĩ ấy. Lạ lùng ghê. Của tớ đó. Thật không? Rồi của cậu nè. Của tớ đó, thấy không? Tớ tự hào lắm đó. Bí hiểm quá. Mình sẽ tạo bất ngờ cho Ashley. Trông ghê chết đi được. Ui, mùi này kinh quá. Mùi gì vậy? Xin lỗi. Chờ đã, Justin. Tôi biết chúng mình có thể làm gì rồi. Nhìn đây nhá. Đầu tiên tôi vẽ một cái cây. Rồi vài quả táo. Tôi muốn dành cho 8 cây nào. Tớ sẽ cố không trườm ra ngoài. Trông được đấy. Tớ sẽ tô sắc xanh đậm để tạo lá cây. Nhìn cây sống động hơn hẳn. Và tất nhiên thân cây phải có màu nâu. Dùng các gạch dọc làm nó trông giống gỗ. Sau đó chúng ta tô táo màu đỏ. Nhìn mọng nước chưa kìa. Ta-da! Một cây táo dễ thương. Nhìn đẹp. Nhưng không phải là táo thật. Justin, nhìn này. Wow, tuyệt quá đi. Táo ngọt xỉu luôn, thử đi. Ok con dê. Hay là
cho cậu vẽ một cái pizza đi. Tươi tắn, đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút. Phải, chị nói gì? Oh, Susan, hừ quá. Không biết nữa. Mẹ ơi, giấy của con. Ôi, mẹ xin lỗi. Úi, xem mẹ làm gì này, hỏng mất rồi. Này, mẹ cho con xem trò này nhé. Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này. Con á? Ừ, con cũng có thể làm nhiều cỡ. Tuyệt vời quá. Cùng làm nào. Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì, tất nhiên miễn nó có hình tròn. Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào! Họa sĩ nhí của mẹ! Mứt dâu nị, món tớ thích nhất, ngon xỉu luôn, hạnh phúc biết bao nhiêu. Liệu có cái gì ngon hơn món này chứ? Ghê quá đi. Đừng phê bình tớ, tớ bực rồi đấy nhá. Vẽ một trái dâu ngon lành đi. Úp tuyệt. Uầy, nhìn kìa, trông ngon quá. Tớ thưởng thức cho nha. Vẽ thôi nào. Mình sẽ phác lại quả dâu bằng bút chì. Rồi tớ cuống bằng bút chì màu xanh lá. Đây là màu nền á. Tớ sẽ dùng nhiều màu sắc để tạo độ đậm nhạt và kết cấu. Nó cũng giúp mình vẽ chỗ tối nữa. Như vậy mới giống thật. Thế là xong cái cuống. Dùng màu vàng cho phần hạt nào. Phải cuống lại thôi, không được ăn hết. Wow. Phải thêm chút tối vào phần hạt. Mia giỏi quá, mình chả thắng nổi đâu. Quả dâu tây. Mình làm mất dâu rồi này. Nhìn Mia vẽ kìa, xịn xò quá. Mình phải nghĩ ra cái gì đó thôi. Khoan, có cách rồi. Mình sẽ dùng một quả dâu, rồi cẩn thận xay phần thịt nè. Ok là rồi, sau đó cho mật ong vào. Thèm chảy nước miếng luôn. Tiếp theo mình cần chút sữa. Giờ thêm kem nữa nha. Nhưng chưa xong đâu, thêm cốm vào mới chất. Wow, đúng là nghệ thuật. Mình sẽ uống em. Ồ không, thể quên ống hút được. Giờ là phần tiếp theo của kế hoạch. Mia, cho cậu á. Wow, Leo, cậu dễ thương quá. Cơ hội là đây, đến lúc trông chỉa rồi. Món này ngon quá. Hết giờ rồi, cho tớ xem tranh nào. Tớ biết mà, đẹp lắm đúng không? Nói sao bây giờ, tớ hơi bị tài năng á? Có hơi vội tí, nhưng tớ đã cố rồi. Leo thắng, không nghi ngờ gì nữa. Gì? Sao chứ? Đây đâu phải tranh của tớ. Cậu lừa tớ. Ừ, đúng thế, tớ đâu có ngại. Ok, thử thách tiếp theo đây. Ôi trời đất, unicorn, đứng thử luôn rồi. Wow, tém tém lại chút đi. Mình cần kết bạn mới thôi. Cậu đang làm gì vậy, Chris? Tớ là công chúa lấp lánh, người cứ trị vương quốc cầu vòng. Trông cậu khác hẳn đấy. Thôi, cậu làm hỏng bây giờ. Quay bánh xe nào. Tuyệt vời ông mặt trời. Không dùng tay à? Chơi luôn, bắt đầu. Tớ sẽ để tay ra sau lưng. Thật ra cách đó cũng hay đấy. Tớ cứ tưởng là sẽ khó hơn cơ. Không thể. Hoàn thành rồi, cậu thấy sao nè? Thì thấy... một cái gì đó. Cậu thì biết gì về hội họa chứ? Tớ sẽ chỉ cậu cách vẽ unicorn. Để tớ kiểm tra tỷ lệ đã. Lúc nào tớ cũng kiểm tra tỷ lệ. Chắc chắn 100% là unicorn rồi. Cậu ấy làm gì kia? Mình có kế hoạch này. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bắt đầu với một tờ giấy kẻ ô. Và vẽ unicorn thôi nào. Ở giai đoạn này nhìn có vẻ hơi buồn cười, nhưng cứ tin tớ đi. Trông ổn đấy. Khi vẽ đường viền xong, bắt đầu vẽ vào bên trong. Đây là cách rất hay để vẽ thứ gì đó có nhiều chi tiết. Giấy kẻ ô cho phép bạn nâng cấp bản vẽ. Và việc vẽ cũng dễ hơn nhiều.
Giờ thì tô màu sắc nào, giá mà tô màu lúc nào cũng dễ thế này. Hãy thêm màu sắc vào sừng nè. Đã bảo là tớ biết mình đang làm gì mà. Đó, unicorn của riêng tớ. Xem nè. Đẹp đúng không? Cậu vẽ kiểu gì hay vậy? Ờ thì bồng unicorn của tớ cũng có màu. Ít nhất cậu đã cố. Tớ hiểu mà. Này tớ sẽ nhấn nút. Không biết lần này bánh xe sẽ dừng ở đâu ta? Ồ, một cái cây. Tớ không hề nghĩ đến luôn. Khoan, tớ lại không được dùng tay á? Để xem phép màu cho tụi mình cái gì trong thử thách này. Ồ, hình như ở đây là một lọ mực và ống hút. Chà, có lẽ tớ bắt đầu luôn đây. Hiểu tay ơi, thể hiện sức mạnh đi xem nào. Tốt lắm, giờ thì mở nắp lọ mực. Yes, ok. May mà ống hút được tạo ra trên miệng đấy. Được rồi, giờ tớ cần dùng ống hút để lấy mực. Mực lên rồi kìa. Mình phải làm cái khỉ gì với một chiếc ống hút chứ. Ôi không, cậu ấy đang uống mực. Dừng lại, mực là mực đấy. Hả? Phiểu, thế mà tớ cứ tưởng cậu uống nó. Chắc tớ có nhiều lựa chọn để vẽ đấy. Chỉ cần tiếp tục thổi mực theo hướng mà tớ muốn. Wow, hết sảy con bà bảy. Không tin nổi là cậu vẽ được chỉ với một chiếc ống hút trong miệng. Sao mình làm không được? Có khi mình phải thổi ống hút mạnh hơn nữa. Thôi nào, mau ra đi mực ơi. Khoan, có gì trên mặt mình vậy? Mực bắn đầy mặt rồi. Cậu ấy lại làm sao mà khóc thế kia? Cứ như con nít ấy. Khoan, hả? Dừng á, tại sao? Nhìn nè, tớ có sơn hồng. Tớ chỉ cần bóp một đường sơn ra và đến một màu khác nè. Ok, có hai đường sơn rồi. Giờ tớ cần một chiếc tăm bông. Tớ chấm vào màu hồng nhà này, xem nhé. Tớ sẽ chấm đầu tăm bông lên các cành cây màu đen của cậu. Thấy không, trông giống như hoa ấy. Giống như nụ đang hé mở vào mùa xuân. Nhìn cái tác này đi, có đẹp không cơ chứ? Wow, cậu thực sự làm cho cây của tớ trở nên đặc biệt hơn đấy. Tớ rất vui vì tụi mình cùng tạo ra bức tranh này. Tớ cũng thế, đẹp ghê. Bức tranh này đã hoàn thiện. Không định mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng đúng là kiệt tác đấy. Mình sẽ đặt trên giá vẽ này. Wow, đẹp ghê luôn. Bong bóng, chơi tí coi như phần thưởng này. Tuyệt, quá trời bong bóng luôn. Bong bóng xinh quá đi. Này, ông đây. Úi, ông làm rơi tranh mất rồi. Kiệt tác của con. Bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ đấy ạ. Chờ chút, bong bóng à? Ông có ý này hay lắm. Ông có một cái chai nhựa, ông sẽ cắt phần đầu ra. Và giờ ông sẽ căng một mảnh lưới nhỏ ở phần đầu. Tiếp theo, ông đổ xà phòng vào khay thủy tinh này. Chắc là thế là đủ rồi đấy. Bây giờ, nhúng đầu lưới vào xà phòng. Xà phòng mắc lại trong lưới này. Nhỏ chút sơn lên đó nhé. Ông sẽ nhỏ màu xanh lam, đỏ nữa. Dĩ nhiên là cả màu vàng. Các màu chính đã xong. Đã đến lúc thổi bong bóng màu sắc rồi. Có điều ông phải thổi gần bản vẽ. Giờ chọc vỡ các bong bóng lớn đi nhé. Được rồi đấy, tác phẩm đã xong này. Wow, con thấy tranh ổn không? Wow. Ông làm sao mà hay vậy ạ? Ông chỉ lấy cảm hứng từ bong bóng của con thôi. Tặng con đấy. Con cảm ơn ông nội nhiều. Con thích lắm. Bong bóng đúng là tuyệt vời. Chạy thôi. Ăn đồ ăn giả bộ đi nào. Chán quá. Điện thoại của chị. Nhưng mình không mở được. Biết rồi. Chị cần là khuôn mặt của chị. Dễ ẹt. Đừng dậy nhé. Khuôn mặt nào. Không được nếu không có nhãn cầu. Bằng keo này chắc được đấy. Chỉ cần kéo mí mắt lên mà không làm chị thức giấc. Không được quên mắt bên kia. Hehe. Được rồi. Đã đến lúc mở chiếc điện thoại này. Được không nhỉ? Cũng không được sao? Ước gì mà chị trông tự nhiên hơn. Thôi nào, ngậm lại đi. Cái miệng bị sao vậy nhở?
cứ ngậm thế nhé. Đừng cử động. Ok, chắc chắn là không được rồi. Đợi chút, mình có thể dùng giấy bóng kính này. Chỉ cần trải nó lên mặt chị và đồ theo đường nét cả khuôn mặt. Rốt cuộc, điện thoại sẽ nhận ra các hình dạng chung của khuôn mặt. Ít nhất, chị cũng nằm yên. Chỉ cần có đường viền hàm đúng là được. Tuyệt vời, đúng là kiệt tác. Trời, chị có thể giúp gì? Sao nhìn cái này quen vậy nhỉ? Nếu em muốn vẽ một khuôn mặt, hãy dùng một bức ảnh. Bỏ ra. Chị sẽ chỉ em cách làm cho đúng. Đầu tiên, em phải sắp xếp các dụng cụ vẽ. Làm cho nó giống chữ H. Thấy không? Được rồi đấy. Bắt đầu đồ khuôn mặt như thế này. Và bên còn lại cũng sẽ vẽ tương tự. Nó sẽ đi theo các chuyển động. Thấy không? Hoàn toàn không tốn sức. Không cần học vẽ chuyên nghiệp. Nhìn khá giống đúng không? Giống như soi gương vậy. Này! Được rồi này. Gặp chị sau nhé. Làm gì thì làm không được đọc tin nhắn. Hay là xem thư viện ảnh của chị đấy. Thêm một thử thách vẽ nữa nè. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Màu vàng là hình vuông. Chúc may mắn nha. Chắc là tớ sẽ làm được cái gì đó. Còn nít cũng vẽ được mà. Wow, có ai đó học hình học hơi bị đỉnh ấy nha. Tớ chả cần cái này đâu. Thế này mới hay nè. Chắc sẽ xịn lắm cho xem. Để coi nào. Hình vuông đó. Cái đấy mà là hình vuông à? Hay đấy nhỉ. Hình vuông nè. Ai mà chả biết ông ơi. Giờ cậu thấy chưa? Cậu ấy đỉnh thật sự luôn. Thông minh quá đi. Tớ chưa gấp hình của tớ mà. Đây, đẹp hơn chưa? Có cố gắng đó Brian. Hình vuông không hợp. Chỉ cho tớ với. Đơn giản lắm. Làm thế này nè. Giờ nối các đường cậu vừa vẽ lại. Bắt đầu có hình dạng rồi đó. Wow. Tớ có linh cảm tốt về lần này. Trái tim yêu, dễ thương quá. Để xem ai sẽ quay bánh xe nhé. Tớ chơi đấu ngón cái đỉnh lắm. Yes, thắng rồi. Suýt thắng. Cái gì đẹp đẹp nhá. Không dùng giấy á? Thế thì vẽ kiểu gì? Chắc là cậu phải tìm cách rồi. Xem nè. Tớ sẽ bắt đầu vẽ một đường ở giữa. Và một đường nữa. Rồi vài đường ở đỉnh và đáy nữa. Giờ thì đến mặt bên của trái tim. Vẽ phác thảo bằng bút chì rồi mới dùng đến mực nhé. Khi vẽ xong hình cơ bản, hãy dùng một cục tẩy để xóa phần viền xung quanh rìa. Sau đó lấy bút và vẽ theo các đường. Nó sẽ tạo hiệu ứng 3D tuyệt vời. Giờ tô màu thôi nào. Nhớ là tô cẩn thận không lem ra ngoài nha. Khi đã tô xong, đổ bóng vào bên trong các rìa nè. Dùng bút chì thông thường là được. Cứ đổ bóng vào bất cứ đâu bạn nghĩ sẽ có bóng nha. Hoặc nơi bạn nghĩ ánh sáng sẽ khác đi. Đây là một cách vẽ trái tim tình yêu khác lạ nhưng kết quả thật ấn tượng. Xong rồi. Cậu thấy sao hả? Wow, à thì cũng tạm. Mình dùng gì được nhỉ? Biết rồi, dùng tay nè. Khá là cơ bản ấy. Phải có cách gì đó để mình tạo trái tim chứ. À đúng, trái tim nè. Hả? Thế này thì sao? Trái tim đó. Đâu phải đâu. Xin lỗi nha. Ok, thế giờ cậu thấy sao? Bỏ cuộc đi. Tớ có thể làm được mà. Nào ngón tay ơi, đừng làm ta thất vọng. À, mình đã hiểu rồi. Mình chỉ cần một cây bút đỏ.
đặt một ngón tay lên trên ngón kia, rồi vẽ trái tim tình yêu. Sau đó đơn giản là dùng bút đỏ tô vào, cũng không tệ lắm. Mình thích nha, mà nói đúng hơn, mình yêu nó. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Thêm một khuôn mặt cười nào. Thêm một khuôn mặt nữa cho tình yêu đích thực. Lãng mạn thật đấy. Nhìn này. Thật luôn ạ. Ồ, xinh quá. Khoan đã, tôi cũng nghĩ ra cách này. Đừng phá hỏng nó đấy. Yên tâm đi. Đây, họ đang ôm nhau. Tớ xúc động muốn khóc ấy. Ngọt ngào quá. Hết nè. Khoan, gì vậy? Ồ. Nhìn muốn ôm quá đi. Có cả yêu cầu cổ nhỏ xíu nữa. Này, của tớ. Ồ. Ok, vậy tớ đành lấy chú hươu nhỏ này. Hươu của tớ xinh hơn nhiều. Ok, ở yên nhé, anh cần phải vẽ em. Ok là đó. Cụ đang làm gì vậy? Tớ đang kiểm tra hươu cao cổ của mình. Oh, ý hay đó. Không biết Justin đang làm gì nhỉ? Trông cũng giống thật vậy đấy chứ. Tớ sẽ gọi anh bạn này là Jerry. Nhìn chẳng giống hươu cao cổ gì cả. Vẽ hươu cao cổ khó thật đó. Phải căn được tỷ lệ chuẩn cơ. Chờ chút. Tớ có ý hay nè. Tớ sẽ đặt bàn tay như thế này rồi vẽ xung quanh. Vẽ khuôn mặt nè. Và ta đã có hươu cao cổ. Cùng tô màu nào. Màu nâu này rất hợp với hươu cao cổ. Còn lại thì tớ tô màu vàng. Cẩn thận nhé, tớ không muốn mắc phải lỗi gì đâu. Giờ đến cổ. Xong rồi. Thật may tớ nghĩ đến cách này. Yeah, được đó, cũng xinh đấy. Anh xin lỗi Jerry. Tặng cho cậu nè. Cảm ơn nhá. Chơi nhanh nữa nào. À, mình thấy mệt quá. Đáng lẽ mình không nên ăn gà trong thùng rác. Có chuyện mất rồi. Oh yeah, chuẩn luôn. Leo nhìn kìa. À, thả con gà mái luôn. Và giờ đợi xíu. Leo. Không, quay lại đây. Có vẻ không ổn. Mình phải phán nó khỏi đây thôi. Trông chừng em Hồng Hạc giúp tớ nhé. Cậu ấy không hư đâu. Tí gặp lại sau. Tiện, nhìn kìa, Hồng Hạc. Quên em đi à? Đi một lần nhịn cả tháng luôn á. Ừ, ở đây thui thế. Cậu ta bị dính giấy vệ sinh kìa. Ít nhất thì cậu ta cũng chùi. Ừ, đừng cười nữa. Quên, tôi có cái này cho cậu nè. Nhìn quen không? Thôi mà, đừng nhắc nữa. Vẽ bé Hồng Hạc đi. Ta-da. Wow. Cậu sẽ cần cái này đó. Cảm ơn Mia, vẽ luôn nào. Tớ sẽ vẽ quanh bàn tay, không dùng tay Mia được nữa. Giờ mình sẽ vẽ một đường ở phía dưới. Tiếp theo là vẽ cái đầu. Và thêm mắt. Mình sẽ tô màu đen cho cái mỏ. Đến hai cánh nè. Và giờ là chân. Mình cũng tô chân màu đen luôn. Giờ có thể tô màu khác rồi. Hồng là hợp lý nhất luôn. Hồng Hạc dễ vẽ cực kỳ. Thế nào lần này mình cũng thắng. Không được quên cái mỏ nha. Hồng Hạc của tớ đây. Kéo cân bằng chính là thứ mình cần. Mình sẽ cố định nó và vẽ hình một đám mây. Này là đâu nè. Giờ mình có thể vẽ phần thân. Mình sẽ vẽ hai vòng tròn ở tay cầm của kéo. Giờ đến phần chân nè. Mình sẽ vẽ quanh một lần nữa bằng bút đen. Dùng màu hồng nhạt để tô nè. Không được di chuyển kéo nha. Thế nào cũng đáng yêu hết biết luôn. Tiếp theo mình sẽ vẽ một đường ở hai bên cái kéo. Chú Hồng Hạc này sẽ cắt theo một cành cây. À, vẽ hoa thì xinh hơn. Ồ, cưng xỉu ngang á. Ok là rồi. Thế nào cô ấy cũng ấn tượng lắm. Sáng tạo quá Mia. Xong rồi đây. Mong là cậu thích. Wow, tuyệt thật đấy. Chỉ có một đáp án thôi nha. Hoang mang dữ trời. Muốn tụi tớ đi hả? Úi, nhầm tí. Như vậy mới chuẩn. Hòa nhau đó. Chúc mừng Liêu. Các cậu đã sẵn sàng cho vòng này chưa? Màu hồng là một chú đại bàng. Chưa xong đâu nha. Gì cơ? Thế này là sao trời? Mật mã gì vậy trời?
Để tớ nghiên cứu chút xem nào. Hơi bị xoắn não rồi đó. Không biết mình nên ăn gì vào bữa trước nhỉ? Cậu ơi, biết phải làm gì rồi kìa. Tay mình đau quá. Nghĩ ra rồi. Mấy dấu X này giúp mình vẽ ra chú chim ưng đó. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa thôi. Mình phải tăng tốc mới được. Trông ổn đó. Và thế là xong rồi bà con. Xong chưa? Vừa kịp giờ luôn. Xem này. Ấn tượng đó nha. Ngại quá đi. Tớ vẽ phong cách tự do à? Có cả kim tuyến nữa này. Cậu có thích không? Trông như một chú chim tiên cái. Ok, tụi mình đã sẵn sàng thực hiện vòng này rồi. Biết đâu mình có thể bắt bánh xe đổi sang thứ gì khác. Dừng đi. Đi mà. Ôi trời ơi, thành công rồi. Thật không thể tin nổi. Vậy là giờ mình sẽ vẽ một cây kem ngon lành. Ok, vẽ hình tròn nè. Tiếp theo là một đôi mắt thật tươi vui. Chúng ta cần vẽ cả lông mày nữa chứ nhỉ? Ok, màu này thế là đủ rồi. Sang màu xanh dương. Mình sẽ vẽ giọt nước mắt rồi tô màu xanh vào trong. Chắc là mình vẽ vẫn ổn nhỉ? Đổ gần hết bột luôn rồi. Màu ra đúng hình kem. Giờ sang màu đỏ này. Vo mạnh một chút là được. Chỉ cần phun bột đỏ lên dưới bột xanh như thế này. Nhìn thấy thì cũng không đến nỗi. Được rồi, chuyển sang màu vàng nào. Màu vàng tươi thể hiện niềm vui mà. Mình chỉ cần phun màu vàng vào hết khoảng trống. Phải đổ màu sao cho không còn một khoảng trống nào. Chỉ cần thêm một chút thôi và xong. Giờ thì lật lại. Ôi trời ơi, cũng ra gì và nề nọ phết đấy chứ. Ôi không, mình thấy nhột nhột ở mũi. Không ổn rồi. Thôi xong. Giờ mất cái nắp rồi. Giờ thì là một đống lộn xộn. Đúng là cú ngoạt khó lường đấy Sky. Khổ thân. Thôi kệ, chả sao. Chắc vậy là xong rồi. Thôi nè, để tớ dùng thìa vét bột lật giúp cậu xem sao nhé. Để thêm chút ở đằng này nè. Cứ làm như thế chưa đủ tệ ấy. Nhìn này, cũng ra hình kem rồi mà. Chuẩn luôn nhỉ. Thì cảm ơn. Ish, cậu ấy đang cau có khó chịu kìa. Nhưng này, nhìn mặt cười của tớ mà xem. Dễ thương nhỉ. Bỏ ra. Của tớ mà. Thôi đi. Này, chuyện gì thế hả? Nói thật đó, bỏ ra. Này, ở đây nè. Tớ không bỏ ra đâu. Này, thôi đi. Cậu ta giận rồi hả? Rồi đó. Bắt đầu thử thách tiếp theo thôi. Thử thách đâu? Các cậu đang nhìn ở đó. Dòng này xịn xò lắm nha. Wow, bảnh dễ sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẫn không hiểu à? Để tớ gợi ý cho. Vẫn chả hiểu. Vẽ tớ chứ gì nữa. Vậy mà không nghĩ ra nhỉ. Mình có ý siêu hay luôn. Dán ba cái bút lại với nhau nè. Giờ bắt đầu vẽ nha. Bắt đầu với nét ngoài của Hagi. Dùng ba cái bút cùng lúc sẽ tạo ra hiệu ứng xịn xò, giống như 3D vậy. Vậy là vẽ xong phần ngoài. Giờ vẽ mắt nha. Và giờ nụ cười tỏa sáng. Và giờ là cái nào? Mình sẽ bắt đầu với việc dán mấy mảnh này lại với nhau, rồi nắn sợi kim loại này. Mình sẽ nhét nó xuyên qua bìa cứng. Nhìn ok quá. Giờ vẽ Huggy Wuggy thôi. Mình vẽ bằng bút chì trước, rồi sau đó tô bút lông đen đè lên. Nhìn được đấy. Đã đến lúc tô màu rồi. Ổ nắp. Rồi mình sẽ vẽ mắt. Và dùng màu đỏ cho môi. Cuối cùng là dùng màu vàng cho găng tay. Và giày nữa. Giờ mình cần cắt cậu ấy ra. Dán vào dây kim loại nè. Sau đó khi mình xoay dây thì cậu ấy sẽ trông như đang chạy. Nhìn được nhở? Thật luôn ý. Trang của tớ đây. Nhìn hơi khác biệt nhưng tớ rất thích. Wow, là tớ đó. Cứ như nhìn gương vậy. Xem tớ đi kìa. Ok, còn của Mia thì sao? Wow, lạ lùng quá. Mình hơi chóng mặt rồi. Wow. Phải ngồi xuống thôi. Cậu ổn không hả? Leo thắng vòng này. Tuyệt, làm được rồi. Mình là vô đối. Cứ tưởng cậu ấy thích tranh của mình. Chúc mừng.
Chắc mình phải gặp cô Huệ quá. Tớ nên dùng bút nào ta? Lam hay lục? Nhìn cậu ấy kìa, yêu quá trời. Tớ sẽ gặp cậu trong những giấc mơ. Wow! Ốc sen, được đấy. Ai khoe bánh xe đây? Tớ thắng. Thế mà cứ tưởng tớ sẽ thắng chứ. Quay nào. Không dùng tay. Lại nữa. Ôi chà, chắc là tớ có thể vẽ được. Bắt đầu nào. Biết đâu mình có thể giúp. Đó. Ê, cậu quay sai rồi đó. Nhưng, ủa. Ôi chà, tớ sẽ thử xem sao. Nhắm mắt vào đi. Cậu có tỏ ra kỳ quặc thế nào ấy. Ok. May mà tớ có mặt nạ bịt mắt này. Nhìn cưng không nè. Quá xinh luôn. Vẽ thế này khó hơn tớ nghĩ đó. Cậu thật tuyệt vời. Ý tớ là cậu vẽ đẹp lắm. Mình muốn hôn cậu ấy. Khoan, còn cái này nữa. Ủa sao đây? Mua mất 20 đô đấy. Điên cả người. Nhưng mà phải nhanh mới được. Biến khỏi đây đi. Ai cần hoa đắt tiền khi bạn đã có bút chứ. Hãy tự tạo đi. Như thế này còn lãng mạn hơn. Vẽ nốt cuống và xong. Mong là cậu ấy thích. Chẳng biết tớ vẽ gì đây nữa. Vẫn nhìn ra hình mà. Con ốc sen kìa. Tớ cũng vẽ nè. Chào tớ à. Cậu đẹp hơn bất kỳ bông hồng nào. Cậu làm tớ xấu hổ quá. Nhưng thật lãng mạn. Thứ gì đó thu hút mọi người. Và mình đã biết rõ. Màu sắc bổ sung cho chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhưng gì chứ? Quả bóng này trời chán quá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ. Ôi không phải lúc. Vâng ạ. Mẹ còn quá trời sơn chưa dùng kìa. Vậy là có cái cho mình chơi rồi. Con xin. Mình chẳng biết phải làm gì cả. Ok, mình sẽ thử một chút. Ủa, bảng sơn của tôi đâu mất tiêu rồi. David, con đúng không? U là trời. Mẹ ơi, con vẽ đây. Con gọi nó là nước ao. Đúng rồi. Con muốn vẽ bằng mặt hả? Thử lại đi, David. Wow, nữa này. Vui ha? Chuẩn không cần chỉnh mẹ ơi. Ừ, nếu con dùng ngón tay thì sao? Đang đến đây. Ha, đốm xanh đang đến đây cả nhà ơi. Giờ thì đến màu yêu thích của mình. Woohoo! Xong rồi. Nè mẹ ơi. Ôi, đẹp quá này con ơi. Nhưng hãy thử mẹo này nữa. Đối xứng có thể rất đẹp đấy. Và để chứng minh điều đó đúng là con tự mình làm tất cả đấy. Đó là một chú bướm lộng lẫy. Đường này sẽ khiến cho chú bướm thật sống động. Cùng với đường viền của cánh nữa. Bên kia nè. Đó. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy này đi. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi con yêu. Muốn xem ảo thuật không nào? Có chứ. Tớ bắt đầu chương trình nhé. Chuẩn bị tinh thần nào. Hãy quan sát chú chim thật kỹ. Nó sẽ biến mất đấy. Vẫn ở đó mà. Cứ chờ xíu. Tụi này đang chờ nè. Ta-da. Giả bộ không nhìn thấy vụ đó nha. Ảo thuật gì đâu mà xàm kinh khủng. Thử lại lần nữa nào. Tớ vẫn đang học mà. Và tớ không chịu được áp lực ý. Dừng lại đi. Không, tớ làm được mà. Đợi tớ một chút. Biết rồi. Hay là trò tung hứng. Sao nào, ổn áp nhỉ? Đúng là chán đời. Nó bị trượt. Vực hết cả mình. Quên vụ đó đi.
vẽ chim nào, nhanh lên. Ôi, thử thách vẽ, đúng rồi, mình làm được mà. Thế nào cũng vui lắm đây. Bắt đầu thôi nào. Chắc mình sẽ... Này, xin lỗi nhưng tớ cần tay cậu, giữ im nào, sẽ không lâu đâu. Làm cái trò gì thế? Xin lỗi, tớ chỉ cần cậu giúp một tay thôi. Ok, khởi đầu thế này tốt đó. Giờ mình có thể thêm chút chi tiết như là mắt và mỏ. Giờ thêm chút màu mè nhé. Mỏ vàng là hợp lý nhất á. Sắp xong rồi nè. Mình còn chưa bắt đầu nữa. À, biết rồi, mình sẽ bắt đầu với một trái tim. Giờ một cái nhỏ hơn bên trong. Tiếp theo là vẽ vài đường nữa. Hai hình tròn này là mắt nè. Thế nào cũng xinh lắm luôn. Mà còn dễ vẽ nữa chứ. Ok, đến lúc tô màu rồi. Mình không muốn bị sai sót gì đâu. Chỉ cần tô trong đường thôi. Và cứ từ từ nhé. Dùng màu xanh tô đuôi nè. Như vậy mới tương phản á. Sao nữa nhỉ? Tô lông vũ nữa nha. Mình sắp xong rồi. Mình sẽ thêm chút màu vàng lên mỏ. Chú chim này đáng yêu quá đi. Quân, hả? Thêm màu xanh cho mắt nha. Chú chim của mình hơi bình thường. Mình có cách rồi. Đợi tớ chút nha. Liêu, thôi đi. Cậu làm gì thế? Trường hợp khẩn cấp thôi Mia. Mình sẽ đính lông vũ lên bức tranh. Hài lòng lắm luôn á. Xem đây này. Ta cũng xong rồi. Nhìn cực sắc màu nhỉ. Đôi chim yên ương nè. Wow, đẹp quá đi. Mà chờ chút. Sao lại thế này? Tớ thất vọng quá Leo. Nghĩa là Mia thắng. Leo Leo. Tớ đã cố gắng rồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Đây, ai mua tranh không? Chỉ hôm nay thôi. Eo ơi, không cảm ơn. No, lại bị từ chối rồi. Người lạ, cứu, tấn công. Bình tĩnh, sao thế? Chẳng ai chịu mua tranh của con cả. Ông nội, ông làm gì ở trong thùng rác vậy? Mà ông lục rác làm gì thế ông? Con vẫn không tin ông à? Vậy thì chờ xem, cứ nhìn đây này. Ông sẽ úp nắp vung này lên tờ giấy. Và giờ thì xịt sơn lên giấy này. Ông sẽ phủ một lớp lên mọi thứ, nên đừng ngại xịt lên nắp. Và giờ thì xịt chút sơn trắng ở dưới góc này. Ông sẽ xịt kín toàn bộ chỗ này. Rồi ta có túi ni lông này. Ông dùng túi châm chấm vào đây, nó sẽ kéo theo chút sơn. Được rồi đấy. Và giờ ông sẽ vẩy sơn trắng lên trên nền đen này. Lấy nắp vung ra là xong. Được rồi này, đã xong. Ta-da. Ta-da. Wow, ông ơi, đẹp không tưởng đấy ạ. Con không tin là ông có thể làm dễ như vậy luôn đó. Đây, ông cho con đấy. Tớ muốn bức tranh đó, lấy tiền của tớ đi. Cách tiếp theo nào. Quá trời các màu sơn với mút tán trang điểm. Dai và mịn lắm luôn. Để tớ kiểm tra lại lớp trang điểm đã. Tớ chắc chắn cần dặm lại một chút rồi. Tớ cũng thế Sky ạ. Ôi nhìn kìa, bánh xe. Nhìn đi, nó dừng ở mút tán trang điểm. Yay, và chúng mình có hai tấm toan vẽ dài nè. Được rồi, có đủ đồ nghề rồi. Giờ xem tay nào nhé. Trời, cả hai đều không được dùng tay. Lấy sơn nào. Ow, đầu tớ. Ouch. Ok, tụi mình phải cẩn thận hơn. Ok, tớ đã chấm đường mút tán vào màu vàng. Và giờ tớ sẽ chấm nó lên toan vẽ. Và cố gắng tạo thành một đường thẳng. Chắc tớ sẽ bắt đầu với màu xanh sáng này. Và tớ sẽ sơn từ đầu đến cuối toan vẽ luôn. Giờ tớ cần thêm màu cam vào đường màu vàng lúc nãy. Chuyển sang màu hồng nhạt nào. Tớ sẽ chấm vào bên cạnh màu xanh. Tớ sẽ cần màu xanh lá tuyệt đẹp này. Chào này cũng vui phết Lexi ha. Ok, làm việc tiếp nào. Tớ cần chút màu xanh ở ngay vùng này. Tớ cần tiếp tục tán màu hồng này vào nhau. Yes, hiệu ứng ombre của chúng mình đỉnh chứ này. Wow, đẹp dã man con ngan. Còn bình lặng nữa. Tớ cũng xong rồi, mỏi hết cả hàm rồi nè. Wow, tranh của cậu khác hẳn phong cách của tớ luôn. Wow, chà cậu thấy tranh của tớ chưa? Lexi, nhìn đây nè. Yeah yeah, đẹp lắm Sky. Tớ chỉ... sao mà cậu vẽ được đỉnh vậy trời? Cảm ơn nha, tớ vẽ y như tớ hình dung trong đầu thôi.
Tớ không biết nên cảm thấy sao về tranh của mình nữa. Thôi mà đừng buồn, tụi mình cùng vẽ thêm đi. Dùng hoa cúc nhé, tớ sẽ úp mặt hoa xuống toàn vẽ của cậu. Và giờ chúng ta nhúng mút tán vào sơn trắng. Sau đó chúng ta chấm sơn lên rìa của cánh hoa như thế này. Wow, làm thêm một bông ở trên này nhé. Wow, Sky, cậu làm cho tranh của tớ nổi bật hẳn. Giờ thì tớ thích rồi. Cánh hoa tạo hoa văn đồng lạ chứ kìa, đẹp dã man. Không có gì, rất vui vì giúp được cậu. Chào Haki. Cậu ấy đi đâu vậy? Kỳ lạ ghê. Bị lừa nhá. Ờ rồi. Mấy giờ rồi ta? Giờ quẩy chứ sao. Oh yeah, lắc đi Haki. Wow, nhìn cậu ấy nhảy kìa. Hút mắt thật sự. Go Haki, go Haki. Mệt hết cả người. Quan, à mình cần nghỉ xíu. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhảy nhót làm tớ khát khô rồi. Tớ cần uống nước. May mà có mang theo nè. Quan, uống đi. Wow. Phải chuẩn bị cho thử thách tiếp theo thôi. Chùm bóng nước lại nào. Tớ muốn các cậu vẽ tia nước bắn. À hiểu rồi, hay đấy. Cho xin cái ly nha. Mình có ý này nè. Mình sẽ xài bút dạ để vẽ lên đĩa. Vẽ bông hoa nha. Nhìn được phết. Giờ đến phần hay nè. Mình cần ly nước. Mình sẽ rót nước lên bông hoa. Như vậy á. Mình sẽ thử cái gì đó khác khác. Giờ rót nước vào đĩa nè. Rồi mình sẽ đặt bút lên đó. Và thêm vài cây nữa. Rồi để mực hoa với nước. Wow, nhìn kìa trời. Không biết ai sẽ thắng vòng này ta. Quyết định sẽ rất khó khăn đây. Nhưng tớ đã lựa chọn là Mia. Tuyệt, rất hay mà. À, rồi, nhìn cũng hay đó. Đĩa của mình cũng đẹp mà. Tớ có linh cảm tốt về lần này. Trái tim yêu, dễ thương quá. Để xem ai sẽ quay bánh xe nhé. Tớ chơi đấu ngón cái đỉnh lắm. Yes, thắng rồi. Suýt thắng. Cái gì đẹp đẹp nhá. Không dùng giấy á? Thế thì vẽ kiểu gì? Chắc là cậu phải tìm cách rồi. Xem nè. Tớ sẽ bắt đầu vẽ một đường ở giữa. Và một đường nữa. Rồi vài đường ở đỉnh và đáy nữa. Giờ thì đến mặt bên của trái tim. Vẽ phác thảo bằng bút chì rồi mới dùng đến mực nhé. Khi vẽ xong hình cơ bản, hãy dùng một cục tẩy để xóa phần viền xung quanh rìa. Sau đó lấy bút và vẽ theo các đường. Nó sẽ tạo hiệu ứng 3D tuyệt vời. Giờ tô màu thôi nào. Nhớ là tô cẩn thận không lem ra ngoài nha. Khi đã tô xong, đổ bóng vào bên trong các rìa nè. Dùng bút chì thông thường là được. Cứ đổ bóng vào bất cứ đâu bạn nghĩ sẽ có bóng nha. Hoặc nơi bạn nghĩ ánh sáng sẽ khác đi. Đây là một cách vẽ trái tim tình yêu khác lạ nhưng kết quả thật ấn tượng. Xong rồi. Cậu thấy sao hả? Wow, à thì cũng tạm. Mình dùng gì được nhỉ? Biết rồi, dùng tay nè. Khá là cơ bản ấy. Phải có cách gì đó để mình tạo trái tim chứ. À đúng, trái tim nè. Hả? Thế này thì sao? Trái tim đó. Đâu phải đâu. Xin lỗi nha. Ok, thế giờ cậu thấy sao? Bỏ cuộc đi. Tớ có thể làm được mà. Nào ngón tay ơi, đừng làm ta thất vọng. À, mình đã hiểu rồi. Mình chỉ cần một cây bút đỏ. Đặt một ngón tay lên trên ngón kia. Rồi vẽ trái tim tình yêu. Sau đó đơn giản là dùng bút đỏ tô vào. Cũng không tệ lắm. Mình thích nha, mà nói đúng hơn, mình yêu nó. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Thêm một khuôn mặt cười nào. Thêm một khuôn mặt nữa cho tình yêu đích thực. Lãng mạn thật đấy. Nhìn này. Thật luôn á? Ồ, xinh quá. Khoan đã, tôi cũng nghĩ ra cách này. Đừng phá hỏng nó đấy. Yên tâm đi. Đây, họ đang ôm nhau. Tớ xúc động muốn khóc ấy. Ngọt ngào quá.